các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 24 bệnh trĩ. Rang hạt cước rồi xoay nhuyễn pha vào giấm tây cho sền sệt. Dùng lông ngỗng chấm vào để sức. Ăn gạo lứt mè theo số 7, nếu bón ăn thêm một trong 3 cách sau. Cách 1, 1 lon gạo, 1 nắm đậu đỏ và 10g phổ tai, tất cả nấu thành cơm. Cách 2, đó là ăn thêm 200g bí đỏ. Cách 3, ăn canh trong biển nấu với xà lách son hoặc rau má bồ ngót. Ha ha ha, 问什么的说